video mà các bạn đang xem được biểu diễn bởi Cường, bởi võ sư Cường, một trong những võ sư hàng đầu của Việt Nam, nhưng mà chắc là trong tương lai thôi, còn hiện tại thì nó cũng liều tiều thôi. Ít người biết đến. Những cái thao tác khá là uyển chuyển của anh. Môn võ này được mang tên là Thái Dương Chân Kinh hay Thái Âm Chân Kinh gì đấy. Không phải Thái Dương thì âm thì tùy các bạn nghĩ thôi. Theo tôi thì Thái Dương hợp lý hơn. Anh Cường đến với môn võ này có lẽ là một cái gì đó rất là tình cờ. Quân bí kíp được rơi trên đường và được anh nhặt được. Môn võ này rất là đặc biệt. Nếu mà một người nào không may mắn mà dở từ trang đầu thì nó sẽ có tên là muốn luyện môn võ này phải tự cung trước. Nhưng thật may mắn cho anh Cường, anh không biết anh dở kiểu gì mà dở một phát lên trang 2 luôn. Không cần tự cung vẫn có thể tập được. Chúng ta đã thấy được cái thân hình rất là cơ bắp của anh Cường. Lần này để cho cơ bắp. Rất là cơ bắp. Tôi nhìn có vẻ nhiều mỡ hơn là cơ. Hiện tại thì tôi và anh Cường đều là dân kỹ thuật. Kéo sau cái video này anh Cường kéo mở lớp võ, còn tôi thì kéo từ mỗi ngày xây dựng và đi theo cái nghề bình luận viên. Đúng không cơ? Thôi xin tốt đi.